Thủ tướng bổ nhiệm Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, phê chuẩn Chủ tịch tỉnh. Trong tuần, từ 19 đến 24 tháng 8, Thủ tướng Chính phủ ký các quyết định bổ nhiệm một số cán bộ thuộc Bộ Quốc phòng, phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai, nhiệm kỳ 2021-2026, bổ nhiệm một trung tướng, ba đại tá quân đội giữ chức vụ mới. Theo báo Chính phủ, tại quyết định số 881/QĐ-TTG ngày 21 tháng 8 năm 2024, Thủ tướng bổ nhiệm đồng chí Trung tướng Trương Kiên Tô, Chính ủy Học viện Chính trị giữ chức Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tại quyết định số 880/QĐ-TTG ngày 21 tháng 8 năm 2024, Thủ tướng bổ nhiệm đồng chí Đại tá Vũ Quốc Ân, Chính ủy Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh giữ chức Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng. Tại quyết định số 882/QĐ-TTG ngày 21 tháng 8 năm 2024, Thủ tướng bổ nhiệm đồng chí Đại tá Trần Ngọc Hữu, Phó Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng giữ chức Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng. Tại quyết định số 883/QĐ-TTG ngày 21 tháng 8 năm 2024, Thủ tướng bổ nhiệm đồng chí Đại tá Lê Xuân Bình, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu giữ chức Phó Tư lệnh Quân khu 7, Bộ Quốc phòng, phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai. Cùng ngày 21 tháng 8, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Võ Tấn Đức. Trước đó, ngày 19 tháng 8, tại kỳ họp thứ 19, Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa 10 đã bầu ông Võ Tấn Đức, quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai, nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Võ Tấn Đức 54 tuổi, quê ở huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Ông có trình độ thạc sĩ quản lý xây dựng, cử nhân kế hoạch hóa kinh tế quốc dân, cử nhân tài chính kế toán, cao cấp lý luận chính trị. Trong quá trình công tác, ông Đức từng giữ các chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nhân Trạch, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Long Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai, rồi được giao quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai. Ngày 9 tháng 8, tại hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 10-1 không thường kỳ đã bầu ông Võ Tấn Đức giữ chức Phó Bí thư tỉnh ủy Đồng Nai, nhiệm kỳ 2020-2025, kéo dài thời gian giữ chức vụ Thứ trưởng. Ngày 20 tháng 8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký quyết định số 873/QĐ-TTG về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với ông Lê Văn Thanh, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. Thời gian kéo dài tính từ ngày 16 tháng 9 năm 2024, hiện Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội có một bộ trưởng và 5 thứ trưởng. Trong đó, Thứ trưởng Lê Văn Thanh có nhiệm vụ giúp bộ trưởng chỉ đạo các lĩnh vực, việc làm, chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo đa chiều, bền vững, quan hệ lao động và tiền lương, an toàn lao động, khối doanh nghiệp của Bộ. Thứ trưởng Lê Văn Thanh làm Chủ tịch Hội đồng Tiền lương Quốc gia, Ủy viên Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo đa chiều, bền vững. Ông Lê Văn Thanh sinh năm 1964, quê tại huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. Ông Thanh có trình độ tiến sĩ kinh tế. Ông Lê Văn Thanh được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội vào tháng 9 năm 2019.